Ngày 25 tháng 12, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Sự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư. Sự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy. Trong năm qua, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu triển khai nhiều đề án trình Trung ương liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, thực hiện hiệu quả công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng thông qua đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Một trong những kết quả nổi bật là công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm. Trong đó, tổ chức giảm các đơn vị đầu mối từ tỉnh đến cơ sở, sáp nhập 5 đơn vị hành chính cấp huyện, 556 đơn vị hành chính cấp xã. Năm 2019 đã tinh giản biên chế được 6,58% so với năm 2015, qua đó giảm được 10.000 tỷ đồng. Công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp được triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên được quan tâm. Cả nước đã kết nạp được hơn 640.000 đảng viên. Ở tỉnh Hòa Bình, công tác tổ chức xây dựng tổ chức đảng được quan tâm, đặc biệt là việc sáp nhập các đơn vị hành chính. Sau khi sáp nhập, tỉnh Hòa Bình sẽ giảm một đơn vị cấp huyện, còn 10 đơn vị, giảm 59 đơn vị cấp xã, còn 151 đơn vị. Toàn tỉnh giảm khoảng 1.400 cán bộ công chức trong hệ thống chính trị ở cấp huyện, cấp xã. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, ngành tổ chức xây dựng Đảng cần chủ động tham mưu cho cấp ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng, triển khai toàn diện đồng bộ hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm là đại hội Đảng các cấp, trong đó có công tác chuẩn bị nhân sự, tiếp tục rà soát quy hoạch điều động luân chuyển cán bộ gắn với chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp, tham mưu cho các cấp ủy khẩn trương thực hiện đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, kiên quyết thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.